Bạn
bản thân các em cũng biết là trong ngành của bọn em và có những công ty nào lớn nhất sẽ có thể sponsor cho mình được. Thì thường hồi đấy chị lấy lên trên Visa Jobs website thì sẽ có list của top 25 companies có LCA application nhận được nhất. Thế thì đối với ngành của chị thì là Big Four này, xong rồi JP Morgan là những công ty lớn nhất có thể tài trợ cho mình. Thì chị nghĩ là bây giờ bọn em bắt đầu apply thì tùy theo ngành mình có thể xem là lên cái trang web đấy cũng có rất nhiều forum, nhưng mà người ta suggest là mình bản thân mình thích cái gì này, mình không thể nào, ví dụ em học engineering em không thể nào apply cho mình Big Four company được. Thế thì cứ từ từ mà xem là mọi người có suggest xem là bộ phận nào chẳng hạn của công ty, ví dụ như của chị audit task thì là cũng chơi rất nhiều, không đâu thì cũng chơi rất nhiều. My visa jobs. My visa jobs. Okay. Thì sau đó thì chị kết bạn trực tiếp của mấy công ty ở trên list đó. Qua recruiting thì cái năm đầu tiên khi chị tốt nghiệp ở ETD thì chị có liên lạc được với một công ty, nó là third party company, thì chị có được việc làm của JP Morgan, nhưng hồi đó thì người ta không sponsor. Sau đó thì đi qua UT Austin thì cái career center của họ rất tốt. Thì tất cả các công ty Big Four đều đến recruit này, xong rồi mình apply, người ta xem qua resume thì người ta sẽ cho mình biết xem là nếu mà mình có vào trong. Nhưng mà chị nghĩ là bây giờ UT Dallas cũng có career center phát triển hơn rất nhiều so với hồi chị ở đây. Thì mình có thể accounting program thì có PPA program, nhưng mà còn các ngành khác thì có thể là có through career center của từng school of management hay school of engineering, thì mình nên trực tiếp để nói chuyện với họ xem là kiểu apply trực tiếp đến công ty thì thường chị thấy là hiệu quả không được tốt lắm, bởi vì hồi chị apply phải đến hàng trăm công ty. Hồi chị tốt nghiệp năm 2012 thì cùng lắm là khoảng 10 công ty gọi điện lại, đúng không? Thì khả năng của mình rất là ít, và khi mà họ biết là mình cần visa thì họ cũng không phải là lưu luyến lắm, vì công ty người ta mới bảo là có thể là bạn đi làm ở một công ty khác đi, xong rồi về sau có một kinh nghiệm thì người ta mới muốn đầu tư vào trong mình để mà sponsor. Ok, chị cảm ơn. Được chị apply thì cũng nói chung là apply cũng bắt đầu từ spring break mới apply, bắt đầu làm research cho thì là hơi muộn, thì bây giờ là từ thế thì cũng muộn, thì các bạn nào mà chưa bắt đầu cũng hơi muộn. Thì đợt đấy chị không, như chị đã nói thì những cái công ty lớn này nó phải apply trực tiếp ấy, nếu không qua recruiting program hoặc là intern program của người ta thì rất là khó để mà được, người ta sẽ không gọi lại. Thì chị cũng chơi theo kiểu là đoán thôi đấy. Thì chị nghĩ là chị cũng nộp rất nhiều chỗ, khoảng 50-100 chỗ gì đấy. Thì nhưng mà chị nghĩ là cái việc chị nộp nó hiệu quả hơn một chút, bởi vì có chị, tức là nếu mà em biết là em muốn làm cái gì, em biết là em không muốn làm cái gì thì em sẽ không nộp những việc đấy. Thì nhiều người thì cứ nói là em nộp càng nhiều càng tốt ấy, nhưng mà chị nghĩ là em phải biết ít nhất là em không biết là em muốn làm gì thì em phải biết là em không muốn làm gì, thì em đừng nộp những việc đấy mất thời gian của em. Thì đấy là chị nghĩ là đấy là một cái chị thấy là giúp chị đỡ mất thời gian. Còn lại thì nói chung là vẫn phải nộp nhiều, vẫn phải kiểu như là khi nộp hồ sơ thì mọi người hay nộp ở những trang nào? Chị nói chung là chị thì chị cover hết, đúng không? Manchester rồi những cái đấy, thì nhưng mà chị cũng có một vài interview của những chỗ đấy nhưng nó đều không work out. Thì chị nghĩ là kể cả nó không efficient nhưng mà mình vẫn phải cover. Cái việc hiện tại của chị bây giờ thì thật ra là lại nhiều career fair. Nói chung là nó rất là random, cho nên là nếu mình không cover thì mình sẽ miss cái chance đấy. Nhưng chị mà có thể nói sâu hơn một chút về cái random chance mà chị vừa nhắc đến được không? Nhưng mà chị có chia sẻ không? Có nghĩa là chị đi career fair thế nào, là kiểu chị nói chuyện với employer thế nào, và tại sao chị được nhận job đấy? Thì nói chung là mình gặp may random thì người ta lại đúng lúc người ta cần thì người ta lại phỏng vấn. Cái hôm career fair đấy thì trời tuyết rất to, chị định đi về nhưng mà chị lại bảo là ngoài lạnh quá. Thế thôi, tôi ở đây thì ở đây rồi thì thật ra hôm đấy chị chỉ nói chuyện với 2-3 chỗ, bởi vì chị cũng rất mệt, nói chuyện mệt nhiều về lắm. Thì
đấy, như như là chị nói ban nãy thì nếu mà mình biết là mình không muốn như thì mất thời gian một tháng, mất thời gian một mình. Thì cái công ty chị nói thì ở trong cái em biết là lúc mà mình đi career fair sẽ có một cái list thì công ty nào mà kiểu mà sẽ CPT, OPT ở đấy thì công ty mà chị nói thì ban đầu thì có ghi cái có thể tình là không chuyện không? Không, bởi vì là tất cả những công ty ghi như thế là tàu xếp hàng rất nhiều. Vâng. Chị thấy hàng chị không xếp thì chị cứ xếp. Đấy, thì cái công ty này nó không ghi, cho nên là không có ai cả. Thế và cô đứng đây rồi thì tại sao không nhảy vào? Thì cứ đứng nói chuyện với người ta. Ừ. Vâng. Bởi vì thật ra công ty của chị là người đầu, không phải người đầu tiên nhưng mà là người thứ hai người ta làm HR cho. Thì nhiều khi mình, nếu mà mình kiểu như là... Có thể là ban đầu người ta cũng không muốn là tuyển học sinh quốc tế để có thể sponsor cho. Mà khi gặp một người ta cảm thấy rất là interested in thì người ta sẽ có thể là cân nhắc các thứ đúng không? Không phải là không muốn đâu, chị nghĩ là nhiều công ty bé họ không biết. Vâng. Không phải là họ không muốn, họ chỉ không biết là nó như thế nào thôi, thì mình lại phải là người educate người ta. Vâng. Đấy. Okay. Công ty của chị là không biết. Rồi. Vâng, em cũng cảm thấy rất đúng, tại vì khi nói chuyện với nhiều bạn Mỹ thì thật sự các bạn không biết là kiểu sponsor là gì, kiểu tại sao lại cần sponsor các thứ, kiểu các bạn ấy hoàn toàn không biết về cái đấy. Thì em nghĩ đấy cũng là một vấn đề mình nên cân nhắc khi mà mình lựa chọn công việc, mình tìm công ty các thứ. Ok, thế câu tiếp theo thì là trong quá trình làm OPT có gặp các anh chị có gặp vấn đề kiểu bất có gặp vấn đề khó khăn gì không, ví dụ như là bất đồng về ngôn ngữ hay là bất đồng về văn hóa, thế em Hoàng Anh có thể trả lời câu này được không ạ? Câu khó. Cũng không bất đồng lắm, nói chung là kiểu anh làm thì công ty là engineer cho nên mọi thứ kiểu khá là laid back và casual, cho nên là cũng không thấy bất đồng gì lắm. Công ty anh thì ngoài boss thì toàn là international. Không, không phải những cái kiểu người ta thế, kiểu người ta nói rất là nhanh, người ta nói rất là kiểu to the point, nó không giống như kiểu laid back ở đây. Thì đó là cái thứ nhất. Cái hai là client của chị kiểu have fun, cũng rất là pushy, rất là kiểu muốn làm nhanh, muốn có kết quả, kiểu rất là to the point, không có nói chuyện như kiểu mình. Thế đâm ra là lúc đầu chị làm thì kiểu sợ, về kiểu suốt ngày bị quát mắng, kiểu sợ thế sao người ta cũng quát mình kiểu đấy. Nhưng mà xong nghe quát mãi quen ấy, bây giờ quát lại được. Thì nói chung là culture thì như chị biết, nó là em cứ phải học thôi. Học thì mình bắt đầu dần dần hòa nhập vào được. Chị cũng đúng, kiểu ngày xưa chị cũng làm với HR client xong thì người ta rõ ràng push back, kiểu push mình rất nhiều là làm cái này cho mình đi, mà trong khi rõ ràng là em có rất nhiều client cùng một lúc, không thể nào mà tất cả mọi người là top priority được. Thế nhưng mà bản thân mình phải hiểu xem là người ta mình phải xem là bản thân mình làm được những gì trước, thì mình nói với người ta là mình sẽ đặt cho người ta lên hàng đầu, thế nhưng mà cái công việc này phải chờ đến lúc nào, cái đấy thì là mình as long as you communicate đúng không, để người ta biết trước, để expect, chứ đừng bảo là tôi sẽ làm ngay bây giờ nhưng mà năm mình kiếm sau một service. Ừ. Thế sau OPT rồi thì về phần OPT này có ai có câu hỏi gì cho các anh chị khách mời không ạ? Ok, nếu không có câu hỏi thì mình sẽ xem. Một câu hỏi chị Linh là chị tốt nghiệp lúc nào? 2012. À không, tốt nghiệp master. 2013. Là nhầm, 2014. Là tháng 2014 tốt nghiệp. Tháng mấy? Tháng 8 thì tốt nghiệp rồi. Với cái chương trình của chị là học 1 năm thì chị vào tháng 8 năm 2013. Học 3 kỳ, 8 tháng năm 2014. Tháng 8 năm 2014. Chắc là xác định hỏi là sợ em chuyển H1B lúc nào không? Không thể. Thì bởi vì là... Người ta apply H1B là lúc nào? Người ta apply H1B cho chị là ngay bởi vì năm 2012 và chị đã dùng H1B, OPT rồi. Thì đến lúc mà... đấy là cho undergrad này. Xong rồi đến tháng 8 chị đi học ở UT Austin. Tháng 11 accept offer là người ta put in H1B request luôn. Oh. Thì là năm đấy là người ta đã apply luôn cho mình rồi, mặc dù là chị vẫn dùng được OPT nhưng người ta không đợi đến khi mà mình hết hẳn OPT để apply. Đúng không? Em được biết là ở những công ty lớn, ví dụ như là kiểu Big Four hay là Amazon, thì thường thường khi mà họ nhận mình, họ sẽ chấp nhận là kiểu sponsor luôn, và đến cái đầu họ sẽ làm hồ sơ luôn cho mình, đến tầm đầu tháng 4 là sẽ gửi hồ sơ các thứ đi, xong rồi sẽ có kết quả vào tầm khoảng độ tháng 7, tháng 8 đúng không? Vâng.
mà mình nếu mà biết về cái kép kép các thứ rồi. À, nếu mà giữa tháng 5 thì chắc là sẽ biết là được hay không, còn nếu mà đến tháng 6 em chưa thể nghe gì, nhưng hồi chị là biết là trượt. Ok, được rồi. Thế bây giờ mình sẽ nói sâu hơn về vấn đề này. Về phần H1B thì câu hỏi đầu tiên về H1B thì là làm cách nào các anh chị biết là những công ty như thế sẽ nhận, sẽ chấp nhận, là làm cách nào cũng mà chậm, lúc mà các anh chị tìm công ty ạ, làm sao các anh chị biết là công ty đấy sẽ chấp nhận kiểu sponsor H1B cho mình? Đây là cứ ví dụ như chị Hảo Mô thì cứ thử đi làm thôi, xong rồi làm rồi thuyết phục người ta dần dần về H1B như thế nào ạ? Thì đội của chị thì người ta cũng biết luôn, căn bản là lúc mà nó nhận, người ta nhận mình ấy, lúc phỏng vấn thì là người ta biết là mình international thôi, nhưng mà lúc mà người ta nhận mình rồi thì bởi vì thứ nhất là chị công ty cần người, thực sự là rất cần của Dallas, văn phòng nó kiểu bị không hiểu là bị làm sao mà kiểu stream lại rất nhiều, cho nên thật sự người ta cần mình nên người ta cũng nói luôn là như thế, cho nên như thế là người ta sẽ sponsor luôn. Thứ hai là chị cảm thấy là vì boss của chị trên New York, cái headquarters thì ở New York, mà ở New York thì rất là nhiều immigrant nên người ta khá open với các cái việc ta hiểu là mày là international student thì ta có rất nhiều immigrant, cho nên là khá open với chuyện đấy. Nên là con chị biết là có những trường hợp mình sẽ phải thuyết phục người ta, nhưng mà chị thì hầu như trường hợp của chị là cũng khá may mắn được. Vâng, ok. Thế có anh chị nào muốn chia sẻ với H1B không về vấn đề này, câu hỏi này? Anh chỉ để add thêm là như bên anh thì engineer thì nói chung là thường thì các công ty mà đã cần người thì thường nó sẽ ấy luôn H1B, tại vì ví dụ như kiểu công ty anh là kiểu engineer xong cái skill nó khá là limited ấy, cho nên nó tìm người khá ít, cho nên rất khó, cho nên nói chung là tìm American là cũng không có. Cho nên là lúc mà mình vào thì nó nói thẳng luôn là ta sẽ H1B. Và cái thứ hai là có lẽ là công ty của anh nhỏ ấy, thì nó đã tìm được ai rồi thì nó sẽ cố giữ. Thì cũng công ty lớn thì lúc nào nó cũng biết là nó, nếu mà nó nói thẳng luôn thì nó sẽ làm H1B cho mình. Nhưng mà công ty nhỏ mà nó đã cần người thì nếu mà nó không biết thì mình cũng nên nói cho nó biết, tại vì nó đã cần người thì nó H1B đối với nó là không phải là cái gì to lớn lắm, nó sẽ làm cho mình. À, có một câu hỏi em cũng quên mất là thế là phải mention trước tiên là kiểu anh chị có thể nói lại qua về kiểu cái process H1B từ lúc mà kiểu mình vào công ty làm cho đến khi mà kiểu employer chấp nhận là sponsor cho mình với file hồ sơ cho mình, thì có anh chị nào có thể chia sẻ vấn đề này được không ạ? Chị thấy là ý là khi mà em ký contract với công ty là em đã phải muốn người ta ghi vào trong đó là người ta sẽ sponsor với em, bởi vì đấy là trường hợp của chị năm đầu tiên là chị không có inviting làm rất không tốt. Có nghĩa lúc đấy chị cũng không biết là về H1B là có được hay không, mà kiểu cứ đi làm trước đã đúng không ạ? Lúc đấy là chị đi làm, nhưng mà ngay sau đi làm một tháng là chị đã nói với người ta là chị cần sponsor và người ta đồng ý. Thế nhưng mà không bao giờ được put in writing nên là không có gì để truyền dạy là người ta đã đồng ý với mình. Thế là chị chỉ thấy là nếu mà khi mà em đã công ty, nếu mà là công ty lớn thì là em bảo người ta cho vào trong contract của mình in writing là sẽ được sponsor luôn. Còn nếu là công ty khác, trường hợp khác mà em muốn đi làm sau đó thì mới thuyết phục người ta để người ta sponsor, thì cái đấy chị nghĩ là càng thuyết phục xong mà người ta in agreement rồi thì cho vào writing càng sớm càng tốt, bởi vì cái đấy là cái duy nhất để mà mình có thể dựa vào khi mà mình bảo người ta là bây giờ ví dụ như tháng 4 người ta phải nộp mà tháng 2 người ta chưa làm gì cho em, thì cái đấy là dấu hiệu là sẽ không là có vấn đề, bởi vì thường người ta các công ty luật sư là người ta sẽ muốn tất cả documents của mình vào cuối tháng 12 để đến tháng 4 là người ta xong, hoặc là có chụp trò gì người ta còn có thời gian để thường bao giờ phải chuẩn bị trước khoảng được tầm 2-3 tháng đúng không? Đến tháng 3 mà không phải đã rất muộn rồi. Đấy, chuẩn bị hồ sơ đến tháng 1 là người ta gửi đến tháng 1 tháng 4 là người ta sẽ gửi hết tất cả. Chưa học của chị thì cũng hơi đặc biệt một chút, là tại vì chị làm intern ở chỗ đó 2 mùa, xong rồi sau 2 tháng làm ở đó thì người ta mới hỏi là chị có muốn làm full time sau khi tốt nghiệp hay không. Thì khi mà chị nói là chị muốn làm thì mới bắt đầu inform người ta về cái H1, tại vì chị là người đầu tiên mà người ta apply H1 cho nên, nhưng nếu mà các em muốn làm một công ty nhỏ mà chưa bao giờ sponsor ai thì make sure là
cái công ty đó có relationship với một cái lawyer firm hay lawyer hay là law firm nào đó mà biết về immigration. Cái ông lawyer mà cái công ty của chị làm việc chung thì cũng pretty good, nhưng mà ổng hơi chậm. Giống như chị biết nói là tháng 12 là người ta muốn bỏ tất cả thông tin nhờ hết rồi. Ông này tới tháng 1 mới bắt đầu hỏi. Nhưng mà anyway là cũng nợ xong, nhưng mà chỉ là làm mình hơi hồi hộp một chút thôi, là không có biết làm hay không. Thế mọi người, các chị đã từng apply H1B thì có ai có recommend về kiểu những cái kiểu firm, law firm nào có thể kiểu đáng tin cậy không? Mà kiểu anh chị có kiểu là impression thật tốt ấy. Cái đấy theo của chị thì là tương đối người ta có law firm riêng, nhưng mà người ta làm phận làm thì mình chỉ biết là người ta sẽ reach out và là nói với mình, cho nên là tất cả những document thì người ta cần thì mình nộp cố gắng nộp thật sớm để có gì người ta bảo là cần phải sửa hay là cần thêm gì đấy. Thường thì như công ty anh thì lúc cũng contact một law firm, thì lúc đầu và lúc mà anh chưa vào ấy, thì có hai thằng trước thì là cũng international, xong cũng được file H1B, nhưng mà kiểu như Vi nói là có vẻ công ty có vẻ law không được tốt lắm, cho nên là hơi chậm. Cho nên lần đầu tiên là không phải là chuyện H1B mà là một hồ sơ không kịp. Nên khá hồi hộp, tại vì anh cũng không hiểu là như thế nào, nhưng nói chung là chỉ nghe nói là nộp khá chậm. Vâng. Nhưng mà không hiểu sau lần thứ hai thì đến lượt anh vẫn dùng cái phơm đó. Thì có vẻ là rút kinh nghiệm đi rồi, cũng vẫn tốt hơn. Rất may là như là cả công ty thì mọi người đều được hết. Vâng, à, em muốn hỏi lại một chút là lúc mà kiểu tìm cái loa phơm để mà cái cho mình ấy, thường là employer tìm cho mình, nhưng mà nếu mà mình employer mà không biết thì anh nghĩ là mình cũng nên tự tìm hiểu. Tùy công ty mà, nếu mà nhất là công ty to thì thường nó họ có relationship với cả những law firm đặc biệt rồi, thì chắc là kiểu trong contract từ lâu rồi thì người ta vẫn phải dùng cái lawyer đấy chẳng hạn. Như của chị chẳng hạn, chị không muốn là bị rơi vào trường hợp là không biết được đấy, nên chị nói luôn là chị đây là để tao làm đấy. Thế là chị shop ra thôi, rồi thôi thì là kiểu mình hoàn toàn là control được cái process đấy. Vâng, cái đấy là tùy thuộc vào mỗi công ty, tùy thuộc như là công ty kiểu cái độ chủ động của mình, nếu mà mình muốn thế nào thì mình phải nói là với họ. Vâng, ok, cảm ơn chị. Thì đợt trước em có dựng một cái buổi nói về H1B, thì ở trường mình, tại vì trường mình là hầu như là không bao giờ kiểu ISSO là không bao giờ chấp nhận là kiểu để cho công ty nào mà quảng cáo, nhưng mà có một cái firm mà họ rất là tin tưởng là Sitwell & Swain Associates. Đấy thì em biết là mọi người có biết về công ty đấy không? Nhưng mà kiểu đến được ai quan tâm nhưng vẫn có đến, chị có đến, nhưng mà nói luôn là đắt. Nhưng thế bảo là cái công ty có đã làm đã phải rất nhiều rồi và kiểu có rất nhiều kinh nghiệm, kiểu đã kiểu lên nhau các cái vui. Thì nhiều công ty cũng biết mà em. Ok. không phải nhá, chị không kiểu. Ok, hôm nay rồi. Mọi người có câu hỏi gì về H1B không ạ?